Ngày 8 tháng 10 theo giờ địa phương, cảnh quay trên không cho thấy đường phố Treasure Island ở Florida, Mỹ vắng tanh khi thành phố này chuẩn bị đón cơn bão Milton, được dự báo sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng vài tuần sau khi nơi này vừa bị bão Helen tấn công. Cảnh quay trên không cho thấy một số nơi vẫn còn dấu vết đổ nát sau bão Helen. Hiện, cơn bão Milton đang trên đường tiến về Florida với dự báo sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng ở khu vực dọc theo bờ biển phía tây bang này. Milton, một trong những cơn bão đại Tây Dương dữ dội nhất từng được ghi nhận, được dự báo sẽ đổ bộ vào tối thứ Tư ngày 9 tháng 10 hoặc sáng thứ Năm ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương. Trung tâm bão quốc gia của Mỹ dự báo, bão Milton có thể suy yếu nhưng vẫn là cơn bão mạnh khi đổ bộ vào bờ biển Trung Tây bang Florida. Tính đến rạng sáng 9 tháng 10, tâm bão cách thành phố Tampa khoảng 580 km về phía Tây Nam, với sức gió duy trì tối đa là 260 km một giờ. Dự báo, bão sẽ duy trì cường độ khi di chuyển qua miền trung Florida vào ngày 10 tháng 10 và theo hướng đông về phía Đại Tây Dương. Hiện, các nhà dự báo chưa chắc chắn về đường đi của cơn bão, nhưng tối 8 tháng 10, bão đã dịch chuyển trách về phía nam Tampa. Khu vực vịnh Tampa, nơi sinh sống của hơn 3,3 triệu người, được cho là sẽ đối mặt với thiệt hại diện rộng do bão Milton. Trước nguy cơ cơn bão lớn thứ hai trong nhiều tuần qua đang hướng vào bờ biển phía tây của bang Florida, nhiều người dân khẩn trương chẳng chống nhà cửa và sơ tán. Theo cơ quan thống kê dân số, nhà chức trách đã ban bố cảnh báo sơ tán bắt buộc trên khắp 11 hạt của bang Florida với khoảng 5,9 triệu người, tuy nhiên một số người dân kiên quyết ở lại. Ngày 8 tháng 10, Tổng thống Joe Biden đã hối thúc cư dân bang khẩn trương sơ tán để tránh bão, đồng thời cảnh báo cơn bão cấp 5 này có nguy cơ trở thành trận thiên tai nghiêm trọng nhất càn quét bang này trong vòng một thế kỷ trở lại đây. Đến ngày 9 tháng 10, giới chức Mỹ cho biết thời gian sơ tán đã hết. Cơn bão trước khi lên đường tới Mỹ đã quét qua bán đảo Yucatan của Mexico, gây ngập lụt nhiều nơi. Algo, estoy escuchando a los compañeros que perdieron algunos.